đến con. À, rồi, rồi. Đừng. Ủa là anh biết còn không con hả anh? Biết còn không con à, biết giờ phải tấn công thôi chứ không né được nữa. Ôi, nơi đây rất là quen thuộc. Đây là sân khấu chống đồng. Đúng. Anh Quy được kêu đó chưa? Anh Cầm. Rồi, rồi. Hồi xưa là mới vậy luôn. Tướng kêu rồi. Rồi. Anh Giang khỏi nói rồi. Hiếu chưa được kêu. Đúng rồi, em chưa thôi chưa. Ngày xưa là có 3 điểm diễn là dễ treo hình nhất là 126, Điểm hẹn Sài Gòn và chống đồng. Bây giờ là có một cái sân khấu mà nó sẽ phục vụ ngày Tết là em sẽ diễn cái đó, thường thường diễn đó, sân khấu Đầm Sen. Ừ. Đúng rồi. Đầm Sen hồi xưa anh là hay diễn live show mùa Tết là khoảng tầm 10, 11 giờ. Là anh diễn tới 1 giờ. Rất là kỷ niệm đi diễn, rất là kỷ niệm đi đẻ là má Hiếu đi hai đẻ ở cái từ Vũ kế bên đây luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi anh. Ủa? Rồi thôi. Anh chở mẹ em đi hả? Là nó có cái tiểu phẩm này hề hề đó là biết là Hiếu hai đẻ ở từ Vũ thì chúng ta vừa đi ngang qua từ Vũ luôn. Ê, ê. Ở trên đây có một cái chợ rất nổi tiếng nha, khu quận này cũng là nhà anh quận 10 nè. À, rồi. Nghỉ. Đồ ăn rồi. Đúng rồi. Ẩm thực, ẩm thực. Nhất. Cái đó là ẩm thực Campuchia. Chợ tiên đó. Ôi, đồ ăn. Ê, ê, ê. Hoa đó anh. Em, hoa, hoa. Em nhập hoa đó luôn á. Thì hai chồng chạy đây nhập hoa. Hoa luôn. Hoa đó mà chợ, ở Sài Gòn có hai chợ hoa lớn là chợ Hồ Thị Kỷ và chợ Đầm Sen. Sen là chợ hoa. Nhiều quá. Ủa hay là có đi đi Đầm Sen không? Thôi nói chung cho hấp dẫn là được. Đó. Đấy là buồn hãy vui em nói thôi hãy vừa dọc. Có sao đâu anh em mình còn có nhau. Một cái nơi mà tuổi thơ nào cũng đã từng ghé. Rồi chào mừng các bạn trở lại với Đầm Sen ha. Gọi là trở lại là bởi vì là đây là một cái nơi mà có lẽ là tuổi thơ 8X, 9X nào ở thành phố Hồ Chí Minh là cũng có kỷ niệm ở đây hết. Có một cái điểm ở đây thì cả nước không đâu có luôn. Các bạn có biết là gì không? Bằng Đăng. Chính xác, Bằng Đăng. Đó là Bằng Đăng. Đúng rồi, Bằng Đăng, Đầm Sen. Đầm Sen là có nhiều cái đi đầu ở thành phố Hồ Chí Minh lắm nha. Yeah. Hồi xưa đạp dịch thành phố Hồ Chí Minh cũng là Đầm Sen đầu tiên luôn nha. Đúng rồi. À, câu cá sấu nữa anh. À, đầm Sen là đi Đầm Sen đạp dịch đó. Đúng rồi. Ừ. Ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ được giảm bớt cái sự nóng nực của thành phố Hồ Chí Minh ha bằng cách là chúng ta đi tham quan ở Bằng Đăng. Wow. Chúng ta sẽ được tham quan và sau đó thì chúng ta sẽ có một trò chơi ở đây. Yeah. Trò chơi là không cần đồ lạnh. Chơi luôn. Chơi rồi. Đây là kiếp thứ hai của tôi. Tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt. Cứu tôi mình ơi. Trời ơi, sao lạnh vậy? Lạnh vậy? Lạnh nha, chết á. Bây giờ thì xin mời các bạn trang bị để chúng ta vào tham quan trước. Đây, đi rồi, yeah. Wow. 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 Em chia sẻ thì là lần tiên anh. Trời ơi, cái này mà có ly ly nước chanh ha. Trời ơi. Là đá chanh luôn á. Giả tay hả? Giả tay á. Anh vô giả tay. Cái này nhiều độ nó băng mà anh em ơi. HF fan. Trời ơi, wow. Đẹp quá giờ. Wow. Băng với lại đá, cục nước đá nó khác nhau chỗ nào? Nước đá là đông lạnh dưới 0 độ C thôi. Còn băng đăng là nó âm luôn. Đúng, nó âm nhiều và nó nhiều. Ôi. Năm rồi. Dạ. Nó là băng. Mê cung cá rồng kìa anh, đi mê cung không? Ê, đi mê cung anh em, đi mê cung nè. Mê cung nha. Cá rồng hay cá rồng? Thôi. Bắt đầu nó lạnh cái quần rồi. Mê cung. Áo không lạnh chứ cái quần lạnh. Wow, mê cung. Ồ, làm sao mà biết ở mê cung ta? Vô thôi. Ồ, thiệt là mê cung. Wow, đã quá. Nè, ăn đá không anh ơi? Con cá nè. Trời ơi. Thành cố đô Huế. Ôi, đi tới Huế rồi kìa. Thành cổ ơi, Huế. Thành cổ Huế đô chờ là hay Huế thưa anh. Chùa Môn Côn là mọi người. Chùa Môn Côn đẹp quá. Khuê Văn Cát nè. Khuê Văn Cát nè mọi người.
Trời ơi, có đền Tamaha nữa kìa. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá hả? À, đi ra, đi ra. Lạnh quá. Đi đường nào, đi đường nào. Lạnh quá. Đi đường này. Wow, cái camera nó ố luôn rồi. Ê, cái sụn mũi nó lạnh luôn nè. Rồi cái sụn mũi ra. Bây giờ nước sụn mũi đó nha. Rồi cái sụn á. Thôi, cái sụn lạnh quá vậy. Lạnh nè, lạnh luôn ha. Coi chừng là người ta bỏ sụn thép vô cho em á. Trời ơi, sụn giữ nhiệt. Trải nghiệm sơ sơ thấy có lạnh lắm không ạ? Lạnh gì, rất lạnh. Lạnh. Chúng ta có một bàn cờ ở đằng sau tòa nhà mô phỏng trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố. Mỗi người sẽ được phát 5 quân cờ. Lần lượt từng cặp sẽ đấu với nhau. Các bạn dùng tay búng viên cờ của mình sao cho đẩy được viên cờ của đối phương rơi ra khỏi bàn cờ. Cho đến khi đẩy được hết 5 viên cờ của đối phương, bạn sẽ được ra ngoài và đối phương sẽ ở lại phòng lạnh đấu với người tiếp theo. Cứ như vậy, cho đến khi đội nào còn lại người cuối cùng ở trong băng đăng là thua. Thoát khỏi băng giá. Bên đây cử mẹ già trước đó. Ôi, anh hùng sao qua ai mỹ nhân? Mỹ nhân hiếu thì hay. Trời ơi, hiếu thì hay vô đi à. Búng là nghề của em à. Lắm mà đừng có giỡn nha mọi người. Em nhìn nó âm mười mấy độ hay sao Hiếu? Em không nhớ là nó lạnh vậy luôn á. Lạnh chứ em. Băng mà không lạnh. Trời ơi sao lạnh vậy? Lạnh vậy? Lạnh vậy? Lớn rồi. Lạnh. Các em ơi, hãy coi nè, anh thử nè. Rồi, ok anh. Gừng càng dài càng cay nằm đây nè. Để em coi chiến thuật anh sao. À. À. Ủa. Ủa gì mạnh vậy? Trời ơi. Đúng là người hay, 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 hay. Chưa cái gì mà đá người ta rồi. Không lẽ anh lọt ở đây đúng không? Em hiểu không? Em hiểu không? Hiểu không? Em hiểu, em hiểu. Anh chỉ nhắm ở giữa thì nó xịt qua hai bên là rất em thôi. Không lẽ anh lọt ở đây đúng không? Em hiểu không? Em hiểu không? Anh chỉ nhắm ở giữa thì nó xịt qua hai bên là rất em thôi. Đâu có dễ anh. Yeah, một đều một đều. Từ một nhích một bước nữa. Ừ. Yếu. Hay vậy. Ơi ơi ơ em bắn được hai cái luôn phải không? Phải không? Hụt đi, hụt đi. Ý trời ơi, Giang vợ quá. Sẩm nụ liền, anh Giang sẩm nụ liền. Hết cây. Búng cho anh cái anh về luôn nè, anh về nghỉ với vợ luôn nè. Búng Giang, Hiếu. À! À! Trời ơi. Trời ơi, kế bên. Trời ơi, Hiếu ơi. Nhà liền ngón tay cho cố vô. Càng ngày càng nét mà hay cho lên. Trời ơi chết tôi rồi. Trời ơi chết tôi rồi. Làm sao em có thể em hiểu không? Anh Giang chơi chiến thuật nha. Ờ, dữ quá, dữ quá. Dữ quá. Anh hiểu cái gọi là cái của anh chưa? Em hiểu. Hiểu chiến thuật anh chưa? Khó. Khó nha. Khó nha. Hay là mình chạy ta. Chạy là chạy đi. Ta. Chạy đi. Khó lắm, đừng có giỡn. Hay. Một cái bốc là xong. Không biết là xui sao. Em làm như nó có đường dây sẵn vậy.
mới là có cơ hội rồi. Em vô đi. Ok, em vô thử cho. Thằng bé liễu. Anh vô hách cởi áo khoác cho em. Hả? Hách cởi áo khoác cho em. Thằng bé liễu quá. Baby Boo, em rồi. I'm here. Baby Boo. Có bình oxy đi không? Trời ơi. Ừ, bé thở oxy chổng. Đang đuối miếng rồi đuối trời. Bé yếu lắm. Mình chỉ chơi 1-2 chiến thuật mà. Vậy hả? Dụ là nó yếu liền. Ủa? Đó, em rút kinh nghiệm rồi, em rút kinh nghiệm rồi. Cái tay em bị mạnh quá, búng đi xa lắm. À, vậy hả? À. Ê. À. Wow. Jenny ơi, phù hộ đi Jenny ơi. Cầm Jenny mới mới không phù hộ mà chuẩn bị vớt ra hết luôn nè. À. Con, em còn có hỏi, em còn có hỏi. Ô. Hay vậy. Hả? Được ra rồi. Jenny ơi, chúng ta phải thoát khỏi đây thôi. Mày chơi lớn nè. Hai. Mà ơi. Ui, xém quá. Trời ơi. Ừ, đi chơi với anh xíu gì mà. Ơi. Còn gì á? Đây, em biết chiêu rồi. Ui cha. Anh định làm gì em? Để em coi anh định làm gì em. Trời ơi. Mà bà Ly. Bà Ly. Trúng nha, trúng nha. Làm ơn trúng giùm. Hai. Sao? Lạnh quá anh ơi. Quá, hay quá. Trời, uống bia dở quá ha. Trời ơi. Lạnh chịu không nổi luôn á. Đào tại nha. Trời ơi. Tôi luôn luôn là tôi, Ngô Kính Huy không bao giờ buồn. Tôi buồn mình ơi, cứu tôi mình ơi. Cứu tôi mình ơi. Tôi sẽ cho anh thân bại danh liệt. Welcome drink. Lấy cho em đi đá bào đi. Ok. Ok. Đá bào luôn. À xong, trà chanh giả tay. Giả tay. Ok. Thôi bên đó con còn có nước uống rồi, bây giờ mời mấy anh em chạy đi. Trời ơi, ở đâu ra vậy? Được thưởng hả? Đâu có, em vô đó em bắn em bắn ăn tiền đúng rồi, em bắn em ăn được cái chai ở đây sữa này. Ủa, thưởng vậy? Đâu vậy? Em ơi. Cái chai của anh nó lạnh lạnh đã vậy? Em đem từ trong băng đăng ra mà. Này sữa trái cây lớp manto, hương vị tự nhiên. Vị trái cây tự nhiên đấy. Qua là gì? Cam. Cam đào, quen rồi, hương dâu. Vô nè. Vô nè. Không? Vô nè, hết lực cho anh. Lên đường. Trời. Ủa? Xuân đã đến bên em. Giang xuân thật đẹp. Còn y nguyên 5 con mà anh quy còn 2 con à. Hay vậy. Xuân đã đến bên người. Chơi nhanh quá. Nhanh quá anh. Đúng rồi, mình chơi tôi xíu đi.
Trời ơi các bạn ơi, em thấy là trò chơi này quá dễ đi. Thì mọi người vô đây mà đặt là câu thời gian rồi tiểu phẩm rồi cho hụt tới hụt lui rồi. Đúng rồi. Chứ quá dễ. Chứ đã nhường mà. Nhường đúng không? Chứ sao anh chơi sắc gì phát hoạt gì vậy? Trời ơi. Em chấp tôi hai quân đi chứ. Thôi điên cùng đi chung rồi. Trời ơi, tự tán luôn. Trời ơi. Ủa, anh ơi, anh khỏe không? Khỏe. Anh đang ổn không? Cái là miếng này sao? Không phải. Cái này là dấu hiệu của mất cảm giác á. Mất cảm giác hả? Sao vậy? Em, ủa chơi là, vậy sao mà vui là nữa? Em đủ luôn phải không? Ừ, chơi gì còn gì công bằng nữa đúng không? Còn gì công bằng nữa, ok. Em phải chấp thôi. Chấp thôi, nhẹ một cái. Nhẹ cái, thấy chưa? Ok, vô chưa? Vô rồi đó. Ok, nhẹ. À, thấy chưa? Ok, vô nhẹ. Vô nhẹ, quan hỷ quá trời. Ok. Một nè. Ok, một rồi. Vô nữa. Còn bốn. Còn bốn thôi. Cái này anh bút cái em sụm đủ cho anh ơi. Hồi nãy anh còn một con mà Hiếu đút anh luôn mà. À, là giờ anh nhẹ, nhẹ, nhẹ tinh khôi thôi đúng không? Nhẹ, nhẹ tinh khôi thôi. Nhẹ, nhẹ tinh khôi, vậy em bắn qua đây qua. Còn bốn con là lâu. Bốn con. Đó, bây giờ còn này nó xuống. Vậy em chơi xa anh luôn. Ừ, khán giả ta mê lắm. Mê lắm, tại vì thiếu hình cho nên đúng rồi. Nè, vô là vô đây chơi đúng không? Vô đây, đúng rồi. Vô một mình chơi, ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Ok, nhẹ thôi. Rồi, nhẹ thôi. Đó, rồi, dạ rồi, thắng rồi, chúng tôi đã thắng rồi nha mọi người nha. Rất là dễ ạ. À. Rồi đây chơi nha, em đi đây. Đi ra đi, không có đi. Ủa, hay vậy? Nó bấm bằng con tay luôn. Trời ơi, mà nó dễ vậy. Giống như nó không chơi vậy. Hay quá, Lâm hay quá à. Sao uống quy dở vậy? Không phải là Lâm nó hay nữa. Mà đứng chia sẻ câu chuyện nha. Bắn mẫu cái được không? Bắn mẫu hả? Còn... em chơi giống như vẫn chơi vậy. Sao vậy? Hỏi vậy? Trời ơi. Bắn mẫu, bắn hồi mẫu. Nhỏ anh sao? Em là ngày xưa em thuộc pizza mà. Thuộc pizza hả? Trời ơi, xưa. Trời ơi. Ủa sao không vậy? Vậy ta. Ok, ok. Ok, vô. Ấy lên quy đi. Quá. Trời ơi. Ủa, tống thành cục rồi kìa. Ướp xác luôn rồi. Chưa bao giờ mà thấy con Quy mà dở như vậy luôn á. Đúng rồi quá. Cú mà. Ủa, anh ơi, anh ơi. Cái gì? Còn sống không? Ủa. Trời ơi, tôi dở ra. Vậy chơi. Vậy ôi, chơi. Bạn bà ơi. Sao bạn bà hành nam rồi? Trời ơi. Lạnh quá. Đi trước. Hết con. À, rồi, 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 rồi. Ủa là anh riết còn không con hả anh? Riết còn con à, riết vừa phải tấn công thôi chứ riết không né được nữa. Lấy cái bao tay luôn rồi. Tuấn ơi, lại ha Tuấn ơi. Thấy quá. Anh vô lẹ chưa? Anh kêu mình đón. Ủa có ai chỉ dẫn mình đi không? Vô đòi kêu mình đón. Đi theo dây cáp hả? Lẹ lên. Ủa sao giờ này mất? Hay là mình đi ra mình được không? Đúng sao? Em ơi cho anh. Ơi vô đây mà trời đi ấy nữa.
mắc quá à. Kiểu hồi hộp á. Ở đây nè, anh đi đi đâu nữa. Trời ơi. Ôi em gái của tôi. À đúng đó, bước đầu là phải nhẹ. Nhẹ thôi, đúng rồi. Viêm xoang mà hay suy nghĩ quá. Này có đâu suy nghĩ, trời búng thôi mà, cái đâu phải đi nước này nước kia đâu. Hey. Ủa? Hello Mary. Chơi kỳ vậy? Bắn đi Mary. Con này. Con này. Ủa? Ủa? Ê, trời ơi. Dân ta, dân ta. Lạnh quá. Nó bị rung. Trời, tức ghê. Ủa, khiêu lận ra, khiêu lận. Chơi một chân khiêu lận. Chơi một chân chạy vậy. Chạy. Anh ở lại đây luôn nha. Ủa? Đâu có đâu. Đúng rồi, anh ở lại đây, anh thua chót mà. Anh trời ở lại đây. Rồi ai chơi nữa? Không ai chơi hết. Chị Thấm vô chơi với anh. Từ đầu tôi đã nói rồi, Kiều Minh Tấn thua mà. Thua mà mẹ suy nghĩ rồi. Tùy phạt ha, phạt đáng. Phạt mà phải cởi ra. Ủa? Cuối cùng cũng thoát được. Trời ơi. Hay đó em. Trời ơi. Lạnh quá, cho ra đi. Mấy anh em ơi, em biết em sai rồi. Em cho trò này là em dạy dỗ cho em ra đi. Lâm ơi. Lâm ơi. Dê. Cố anh. Hiếu ơi. Trời ơi, Bắp ơi, Nhạn ơi. Em sai rồi. Em có những nước cờ dạy dỗ cho em đi, bỏ qua đi. Trời ơi, lạnh rồi khó luôn. Sẵn rồi, sẵn rồi. Bây giờ cho Hiệu Quyền ngóng áo nè. Cho ra đi được không? Mắt. Vừa lắm. Ai biểu anh một quyền gì? Chết quá. Lạnh nha, chết á. Ôi lạnh quá mày ơi. Lạnh quá. Đội thắng chưa cho anh ra mà anh tự ra. Ôi lạnh quá. Lạnh đây. Sao lại em hướng dẫn cho anh chắc búng rồi mà anh không nghe lời em? Anh cố búng mà nó không có vô được gì vậy đó. Chú ơi lạnh quá. Rồi như vậy là ở cái thử thách thứ hai tại khu vực băng đăng nằm sen này thì là đội chiến thắng lại thuộc về đội Bánh tráng trộn. Các bạn nhận được chi phiếu 300.000. Yeah. Trời ơi, giàu quá vậy. Cảm ơn chị ngân hàng. Còn tụi em có xa đi trưởng 150.000. Dạ cũng có anh ơi, cũng có miếng nước mắm. Cảm ơn chị. Năm nữa là cơm bì trứng được á. Được. Tập mọi người 50 cơm bì trứng. Ngoài ra, ủa, đội thắng các bạn cũng sẽ được thưởng thức bữa ăn đặc biệt tại nhà hàng Michelin Selected. Tức ghê. Thì bây giờ người ta ăn Michelin Selected thì mình ăn Selected. Mà mình ăn cái gì mà dịch đó. Đúng rồi. Gọi dịch vô. Gọi dịch đi. Gọi dịch đi. Ở đâu ra có. Cái số tiền này của các bạn thì là vốn để ngày mai mình đi chợ nha. Dạ. Rồi còn bây giờ thì xin mời các bạn đi dùng bữa. Yeah. Rồi chết rồi. Hai. Chào anh. Vô ăn đá bào. Cho chị nuôi. Đi rồi, đi. Thôi.